Sao it's so. Hello, chị Kemper mến chào tất cả các em. Chào mừng các em đã trở lại với channel Kemper. Những em nào mà chưa là thành viên của đại diện Kemper chúng ta thì các em hãy mau bấm nút đăng ký để trở thành Lee Kemper thứ hai và được tham gia mini game hôm nay nha. Những em nào mà chưa biết thì chúng ta có mini game một tuần, kéo dài một tuần nha các em. Và hôm nay chị Kemper sẽ khui bưu phẩm đến từ Gearbest. Chị Kemper có một cái bưu phẩm rất là to đến từ Gearbest đây. Trước khi mà bắt đầu cái video này thì chị Kemper sẽ giải thích một tí về cái mini game của chúng ta nha. Cái mini game của chúng ta thì kéo dài trong vòng 7 ngày, cho nên 7 ngày này các em có thể vào trong channel của chị Kemper để tham gia tất cả những ngày nha các em. Các em nhớ là xem mini game của chị Kemper ghi là mini game ngày 1, ngày 2, ngày 3 gì đó thì các em nhớ tham gia đúng 7 ngày nha các em. Và cách thức tham gia thì các em hãy bấm nút like. Nếu mà những em nào mà chưa đăng ký thì phải đăng ký. Và bước thứ ba là các em phải bấm vào tất cả những đường link xong rồi để cái bình luận lại. Và kỳ này chị Kemper sẽ không cần các em để email đâu, cho nên những em nào không có email thì cũng đừng có lo nha. Các em ơi, những em nào mà đã biết cách chơi mini game của channel Kemper rồi thì các em cứ tiếp tục bấm vào những đường link xong rồi để bình luận. Ở dưới là các em muốn họ viết cung hoàng đạo hay là Squishy. Nếu mà các em muốn họ viết cung hoàng đạo thì đừng quên nói cho chị Kemper biết là các em thuộc cung hoàng đạo nào nha. Còn những em nào mà chưa biết cách chơi thì hãy xem hết cái video này. Cuối video này thì chị Kemper sẽ nói rõ hơn chi tiết về cách chơi và hướng dẫn các em bấm vào những đường link nếu mà các em không biết phần mô tả là gì hay là không biết bấm vào những đường link như thế nào. Kemper sẽ bắt đầu khui bưu phẩm Squishy này đây, rất là to luôn các em. Bây giờ chị Kemper sẽ mở ra nha. Đây, cái đầu tiên đó chính là những cái gì đây? Chị Kemper không biết nữa. Đây, ở trong đây có rất nhiều luôn các em. Chúng ta có bánh mì. Bánh gì đây? Chị Kemper không biết. Cái bánh này rất là dễ thương. Bánh thành gấu nữa nè. Đây, các em cứ nhìn vào đi. Chị Kemper phải mở cái khác tại vì nhiều quá đó các em. Nó rất là mềm mại giống như là mochi. Ok, cái tiếp theo nha. Chú dễ thương quá đi các em. Cái này là gấu nè, có cầm một cái bánh kem 3 tầng rất là dễ thương. Chị Kemper bóp thử nha. Cũng khá chậm tăng đấy các em. Ok, tiếp theo. Dễ thương quá đi các em. Cái này giống như là thỏ Coney nhưng mà không phải, chỉ là giống thôi. Cũng khá chậm tăng đấy các em ha. Cái này lại là một chú gấu giống hồi nãy nữa, chị Kemper sẽ không thử. Wow, cái này dễ thương quá các em. Mùi rất là thơm luôn, giống như là bánh thiệt vậy đó. Đây các em, dễ thương chưa? Wow. Và cái này cũng khá chậm tăng ha. Theo là một cái bánh kem. Đây, chị Kemper rất là thích những cái squishy bánh kem này tại vì nó rất là mềm và rất là chậm tăng luôn. Đó các em, nó rất là chậm tăng. Tiếp theo là một trái bắp. Trái bắp này rất là dễ thương, có cái móc gắn chìa khóa nữa nè các em. Dễ thương quá đi. Đây, tiếp theo này các em, đây chính là một cái gì đây?
Thì giống cái ly kem quá, chén kem chứ không phải ly kem. Wow, chiếc kem này vô cùng đáng yêu luôn kem. Có sô-cô-la ở trên nữa nè. Và có dâu nữa. Có whipped cream nữa. Wow, chậm tan quá. Chậm tan thẻ kem. Chị Kimber rất là thích những squishy có hình mèo. Tại vì chị Kimber rất là thích mèo. Đây, dễ thương cho các em một chú mèo. Mèo sushi, người ta định. Tại sao chú mèo này lại nằm trên một cái miếng cơm vậy các em? Chắc là người ta định ăn thịt mèo rồi, chị Kimber không thích đâu nha. Nhưng mà rất là dễ thương. Và chậm tan nữa, rất là mềm luôn các em. Dễ thương quá đi, chị Kimber rất là thích cái màu này luôn. Đây, những cái squishy này có bao bì rất là dễ thương các em. Đây là squishy giống như là trái nho, chùm nho nhưng mà có tay chân nữa và có móc gắn chìa khóa nữa nè các em. Đáng yêu quá đi. Wow, chậm tan và rất là mềm. Ok, tiếp theo nha. Tiếp theo chúng ta có một cái que kem. Và có một chú gấu ở trên này nữa. Chị Kimber bóp thử nha. Cũng khá chậm tan đó các em, nhưng mà nó mềm. Không có chậm tan mấy nhưng mà nó mềm. Ok, tiếp theo. Tiếp theo lại làm một cái bánh kem. Đây các em ơi, cái bánh kem này rất là dễ thương, có hình trái tim ở trong nữa. Đẹp không các em? Wow, rất là mềm. Và cũng khá chậm tan. Chị Kimber rất là thích cái này. Cái này là bình sữa nè. Đây, squishy bình sữa. Bình sữa thì lúc trước chị Kimber có hướng dẫn các em làm squishy bình sữa rồi. Wow, rất là mềm. Mềm quá đi các em. Mềm và chậm tan nữa chứ. Ở bên này có trái tim nữa nè. Ok, tiếp theo nha. Em ơi, đây là một chú thỏ rất là đáng yêu. Wow, chậm tan quá đi. Và màu sắc cũng đẹp nữa. Màu hồng và màu trắng chị Kem bơi rất là thích. Cái này là bình sữa chị Kem bơi đã chơi thử rồi. Chú gấu dễ thương quá các em. Wow, dễ thương quá đi. Dễ thương và chậm tan nữa chứ. Và rất là mềm luôn. Đó, tay chị Kemper bị dính vô luôn nè. Wow, mềm quá đi các em ơi. Các em ơi, đây chính là squishy hình bé thỏ rất là dễ thương. Wow, đẹp quá các em. Và rất là mềm và chậm tan nữa nè. Ở ngoài sau này các em thì kem bơ bóp một cái là nó. Oh my gosh. So mềm và chậm tan. Thích quá đi các em ơi. Màu đỏ rất là đẹp luôn. Squishy nấm lùn. Nấm lùn này các em. Nấm này giống nấm nấm độc.
Wow. nấm này dễ thương quá. Cũng khá chậm tăng đấy các em. Cái nấm này nhìn giống nấm độc hả các em? Lại là squishy quả xoài. Trời các em ơi, squishy này nhìn dễ thương quá. Có một cái bao bì rất là đẹp, ghi là I love squishy. Squishy trái chuối, có móc gắn chìa khóa nữa. Cũng khá chậm tăng. Tiếp theo đó chính là squishy gấu, một miếng bánh kem. Đẹp không kem? Rất là đẹp luôn. Và rất là chậm tăng nữa hết. Ok, tiếp theo đó chính là Squishy, một chú rùa con rất là đáng yêu. Chú rùa này cái đầu rất là to luôn các em, gần bằng cái mình luôn, mà rất là tròn trịa nữa. Nè nè nè, hello các bạn, mình làm rùa nha. Kem ơi, ghé đây. Đây, Kem Bơ sẽ bóp thử cho các em xem nha. Wow, mềm quá đi các em ơi. Và chậm tăng nữa chứ. Là squishy đây. Squishy em bé. Em bé dễ thương quá các em. Wow, cũng khá chậm tăng đó. Ở ngoài sau này nhìn giống củ hành tím quá à. Dễ thương quá đi các em. Tiếp đến là squishy bánh kem cầu vồng. Không được chậm tan cho lắm mà các em, nhưng mà nó cũng rất là dễ thương. Ok, và còn một cái cuối cùng nữa nha. Squishy thanh long này các em, nhìn giống trái thanh long thiệt luôn. Wow. Kem bơ bóp thử nha. Trời ơi, mềm quá. Mềm quá trời mềm luôn các em. Wow, đã quá. Wow. Và squishy cuối cùng. Đó chính là squishy bé thỏ rất là đáng yêu. Không có được chậm tăng, nhưng mà có móc gắn chìa khóa và rất là dễ thương. Ok các em, đó chính là tất cả những bưu phẩm squishy hôm nay mà chị Kemper nhận được. Chị Kemper rất là thích những squishy này. Có cái thì chậm tăng, có cái thì không được chậm tăng cho lắm, nhưng mà nói chung là chị Kemper rất là thích. Giờ chị Kemper sẽ giải thích cho các em nghe là tại sao chúng ta phải bấm vào những đường link nha. Chúng ta bấm vào những đường link là tại vì nhà tài trợ chính của chúng ta đó chính là Gearbest. Gearbest sẽ cho chúng ta 7 sản phẩm squishy, và chị Kemper sẽ bỏ tiền của mình ra để làm phí vận chuyển, tại vì chị Kemper không có muốn Gearbest phải vận chuyển nữa. Tại vì lần trước chị Kemper làm á, thì Gearbest vận chuyển hơi bị chậm á các em, cho nên kỳ này chị Kemper sẽ tự vận chuyển luôn. Các em ơi, và đó cũng chính là lý do tại sao chị Kemper lại review những sản phẩm của Gearbest, là tại vì chị Kemper có nói với Gearbest là chị Kemper chỉ review nếu mà Gearbest tổ chức mini game cho các em chơi thôi. Cho nên chị Kemper mới review đó, và những sản phẩm nào đẹp, dễ thương, chậm tăng thì chị Kemper nói chậm tăng, còn mà không chậm tăng thì chị Kemper sẽ không nói chậm tăng đâu nha. Kemper có sao thì nói vậy thôi. Cái nào tốt thì chị Kemper nói tốt, không tốt thì chị Kemper sẽ nói không tốt nha.
Ok các em ơi, và bây giờ thì chị Kemper sẽ hướng dẫn cho những em nào mà chưa biết cách chơi mini game của chúng ta cách chơi nha. Rồi các em ơi, chị Kemper sẽ chỉ cho các em phần mô tả nằm ở chỗ nào nha. Các em thấy dưới cái video có một cái hình tam giác rất là nhỏ, các em bấm vào trong đó thì những đường liên nó sẽ hiện ra. Những đường liên là những cái đường chữ mà nó có màu xanh đó các em. Đó, tất cả những đường liên này nè. Đó, và sau đó thì các em sẽ bấm vào trong những cái đường liên này. Đó, chị Kemper sẽ bấm thử một cái nha. Đó, sau khi mà bấm vào thì cái trang web nó sẽ hiện ra. Xong rồi các em sẽ bấm cái nút này xong rồi trở lại. Rồi chúng ta sẽ bấm những đường liên khác và chúng ta sẽ làm tiếp tục như vậy nha các em. Tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều. Bye bye.